chỉ có Nhiêm tốt với Hy thôi. Nhiêm và mình sẽ mãi mãi là bạn thân. Nghe có buồn không? Tôi đi cùng ông Tùng nha. Tôi không đi cùng với bạn thân. Ủa thế sao không đi chơi với bạn thân? Phải đi chơi bạn thân chứ. Hợp lý. Tôi đi đôi, đi với bạn đồng giới còn hơn đi với bạn thân. Anh Tú, làm công việc của một người đàn ông đi anh. Ước khu xanh mà nhỉ. Hôm nay em lấy mà bố em có rồi, qua đây mà lấy này. Hey, các bạn còn nhớ cho mình luôn. Thật là tuyệt vời. Biết sao không? Hôm nay em tốt tính đó, chứ phải em qua chơi với anh còn lâu em mới nhường. Mẹ đặt nhầm của bóng keo. Này nhá, anh nhá. Anh cứ làm hư các bạn ở trên kênh em. Bây giờ này không hiểu sao anh bị làm sao ấy. Anh bị cục xúc đúng không? Hôm qua em cũng thế mà. Cọc tính nữa luôn, vậy đái nhá. Đó là tuổi già hay là sự hồi sợ. Hồi tuổi trẻ nhá. Là anh thấy Nghiêm chơi với em anh cảm thấy cay cú. Trời cay cú. Anh còn chuẩn bị được giải phóng này nè. Giải phóng cái gì? Giải phóng cơ. Thành Nghiêm và lại được à, lại chuẩn bị được giải phóng. Là sao hả Nghiêm? Là anh sắp đi chơi với người khác bỏ cậu á, hiểu chưa? À, anh có người yêu á hả? Không. Gì chứ? Con người này lát não. Não lát chậm. À, tức nghĩa là có Nghiêm rồi, thế nên là anh chuẩn bị đi chơi người khác bỏ em đúng không? Đúng này, tất cả đều đúng. Ừ, đó là như vậy đấy. Đúng. Thật là tuyệt vời, sao em có thể suy nghĩ ra được một ẩn ý của anh như vậy? Sao cậu có thể suy nghĩ ra việc đó trong vòng 3 phút đồng hồ vậy? Trời ơi. Có Nghiêm tốt với Hy thôi. Nghiêm và mình sẽ mãi mãi là bạn thân. Nghe có buồn không cơ chứ? Nghe kiểu còn gì nữa nghe đâu. Nghe đau lòng nhé. Mời. Nghe friend zone đi. Còn gì nữa đâu. Thì bây giờ cậu ăn. Tôi biết cậu nó chưa đến mức đấy, thì bây giờ trên tình bạn thì chỉ có thể là bạn thân thôi. Chả là bạn thân thì là cái gì? Còn sân này mới okay, tính tiếp đúng không? Hợp lý. Cậu nói gì cũng đúng, ok. Cậu là nhất, cậu số 1, cậu nói gì cũng được. Được của nó đấy. Nhiên đâu? Đây, đang ở một nơi rất xa. Anh em đi xa tôi chứ. Cậu đi đấy rồi, cậu chết ai cứu được cậu? Từ trước đây cả team ở đây mà. Tôi đi cùng ông Tùng nha. Tôi không đi cùng với bạn thân. Ủa thế sao không đi chơi với bạn thân? Phải đi chơi bạn thân chứ. Hợp lý. Ủa ông này có quả mũ giống tôi vậy, giống kiểu đồ đôi vậy đó. Đấy, tôi đi đôi, đi với bạn vậy. Đồng giới còn hơn đi với bạn thân. Tôi vào. Ông này có quả mũ giống tôi vậy, nhìn này, khác mỗi màu à. Lọ nhá. Nhìn thấu không? Trông như mấy đứa chơi đồ ngồi túm tụm lại với nhau ấy. Và ai cả đái. Gì? Có đồ mà chơi lại tốt. Chưa, ta kết bon, ta cũng chơi vòng tròn. Nhưng mà nhìn giống nhau đúng không? Nhìn giống ấy. Không, bọn mình như kiểu đang... Người ta gọi là tướng phu thê đấy em. Ừ đúng rồi, trông giống tướng phu thê đấy. Nhân danh là bạn thân của cậu. Nhân danh là bạn thân của cậu tới chúc phúc cho bạn và Hoa Tùng. Chúc cái đầu cậu ấy, chứ chúc không? Bạn Hoa Tùng. Thì cậu bảo là cậu không chơi với tớ thì cậu chơi với bạn Hoa Tùng. Nhân danh bạn thân của cậu tớ phải chúc phúc cho cậu chứ. Đây. Lúc mà đám cưới cậu mình sẽ mừng nhiều nhất. Đúng rồi, tớ mừng cho cậu nguyên cái giường luôn. Gì cái giường cơ hả? Cái giường cậu với chai dầu ăn nữa. Hợp lý. Cái giường kia tiền mặt tầm mấy chục triệu được đấy, tôi nhận. Không điên là cái giường tầm 100-200 nghìn thôi. Thế mới nhiều nhất, lại mõm. Hay là mừng bộ chăn ga đùi đệm cho nó rẻ nhỉ? Đoạn này kiểu sinh viên không có tiền nữa. Chăn ga đùi đệm tối màu nhá. Vuông màu sáng. Anh ơi! Cậu ơi! Hả? Người yêu cậu nhốt tớ ở trong lều này. Gì vậy? What the fuck? Người yêu cậu ghen với tớ đây nhiên. Xít nữa thì nhốt tớ trong lều sợ quá. Nó nhốt cậu nó làm gì cậu chứ ghen liên quan gì? Nó là con trai mà. Thế thì cậu nên đấm nó đi. Nó có ý đồ bất chính với các bạn thân của cậu đó.
Bạn thân thôi mà, quyền gì đâu mà làm gì đó. Bạn thân thì phải ra mà giúp nhau những lúc khó khăn chứ. Đúng không anh Tú? Khó khăn đó. Được nhốt, tôi còn được muốn được người khác nhốt ý, ở đấy mà khó khăn. Anh còn muốn được người khác. Dạo này Nghiêm xem hentai nhiều quá rồi Nghiêm ạ, bấm bớt đi nhá. Cái gì? Cứ đòi nhốt với cả các thứ bạo dâm kinh khủng. Chả liên quan gì đến đấy mà nữa. Đóng nó cổng trời em mẹ, đóng nó cổng trời em. Anh Tú bảo anh Tú xem suốt mà anh Tú có nói mấy câu đấy đâu. Cái gì cơ? Cái anh gì? Lại còn nhấp nhấp. Kìa, đặt keo. Cậu cứu bạn thân. Cậu cố tình đúng không? Ô? đúng là đôi bạn cùng lồi. Hay là team có anh trai mình và bạn thân của mình. Bạn có đau lòng không? Bạn thân của mình đi đâu rồi bạn thân ơi? À mà nói gì nữa? Chán để bạn nói. Nhìn thấy có cái danh hiệu bạn thân. Mùi dê. Nghe xuống nghe. Nghe nước mắt nó chảy ngược vào tim luôn. Trên tình bạn dưới tình yêu là gì hả cậu? Là bạn thân còn gì nữa? Là bạn tình á. Đúng là con trai của ta. Bạn tình là tình một đêm này. Còn đây là rất trân trọng cái mối quan hệ này anh hiểu không? Đúng đúng. Là tình yêu đêm được mà. À một đêm. Một đêm là không hợp một đêm. Thôi mà nghe, nghe nó. Nghe nó không kiểu trân trọng. Nó kiểu tục tĩu kiểu gì em ấy. À ok, thì bạn tình yêu vậy. Bạn thân có nghĩa là gì hả Nghiêm? Cậu không biết hả? Bạn thân là trân trọng, mẹ thả gọi mẹ tình đồng chí đi. À bác đang rách vai, cũng xịt tôi cũng là cậu vá. Cậu không hiểu là bạn tức nghĩa là một cái gì đấy tớ chưa biết thì cậu vừa là bạn của tớ nhá. Thế do người thân có nghĩa là gì? Thân tức nghĩa là thân ai lấy lo. Tình đồng chí nó được súng bên súng, đầu sát bên đầu. Đêm nhất chung chăn, nó còn chung một cái chăn. Bạn thân, nếu nó cứ miếng còn què gì. Thế bây giờ cậu thích nghe là bạn thân hay là bạn bình thường? Hay là bây giờ thêm chữ mến là bạn thân mến? Hợp lý. Bạn thân ơi, trong nước bạn đều là rất trời. Hay. Hay là để tớ dùng phép thuật Win X biến bạn thành xin bảo thuật đúng không? Biến từ người quen thành người lạ đúng không? Biến bạn từ người từ bạn thân trở thành bạn rất thân. Hợp gì? Đéo. Như bạn thân thành người lạ vậy là. Từ bé anh về đây là không có lo bé anh làm gì cả. Đúng rồi. Bạn thân ơi, duyên số sinh ra chúng mình. Bạn thân cái cướp đi. Bạn thân của nó. Cái gì đó nhỉ thân? Anh Tú cái gì đấy? Bạn thân ơi, duyên số sinh ra chúng mình. La. Anh bấm cho em lời để em hát đây. Tốc độ lút đồ của bạn thân nhanh hơn tốc độ tên lửa. Khiếp. Thì do bạn thân chậm rồi. Bạn thân cần phải luyện cơ tay hơn nhiều đi. Má, bạn thân có phép thuật win đút đồ nhanh được chứ. Bạn thân ơi, tớ sẽ dùng phép thuật win x enchantis để biến bạn thành người dưng rồi chúng mình lại thân lại từ đầu. Ai rảnh thanh lại thân lại từ đầu má. Biến từ người quen thành người dưng. Thử ba lô nào thì mình nhớ thả cho gạo ông gì chứ phải luôn. Ừ, gạ đi, bật mic lên mà gạ. Ồ, tớ sẽ tặng cho bạn thân nguyên một cái giường. Không cần giường. Thời nay chỗ nào bộ chăn gối sáng màu luôn. Bị chuối còn được, nó cần gì dưỡng. Ít ra không phải là bạn thân. Anh có cần sơn lại tối sao chứ không phải sáng màu. Nghiêm thích anh sáng màu. Anh Tú có một tầng 2B cho. Sáng màu bẩn lắm. Anh Tú có rồi, tôi đưa cho anh Tú rồi. Không cần phải gã anh Tú. Bạn thân nè. Anh cần ba lô thôi, anh cần ba lô anh nhặt đạn thôi nhỉ. Cậu thật là buồn cười bạn thân nè. Tại sao bạn lại đi gạ cả anh trai tớ thế? Thì tôi cho ai đồ là việc của tôi chứ liên quan chó đến cậu. Ai bạn thân? Cậu là người lạ, tôi không quen cậu. Đau quá. Tim đau quá, bạn thân đau mình bảo là không thân đến mình. Đau cái phim này. Thân nhau như thế và đấy cuối cùng lại là người dưng à? Cái đời. Đạn đi anh Tú. Đặt cho anh cái khô ba lô. Duyên số sinh anh ra chúng mình. Thế phải cầm máu hay phải cầm cái gì đi nào để anh nhập đạn này. Okay. Từ trăm năm đến lúc ta khôn lớn dần, bạn và tôi
Không ai dùng máy nâng giáp à? Đâu anh? Đi vào ban đầu đấy. Em không có mà nâng. Nghe chứ bạn thân mà chán. Này. Cái tiếng mà súng ở sau lưng mình. Bạn thân ơi, duyên số sinh ra. Úi giời ơi, bạn ơi cứu tớ bạn thân ơi. Chán quá. Bạn thân thân này để lo. Chấm hết.